Cháu chào chú Linh. Chào chú. Cháu gọi được hơn tháng nay rồi. Tôi còn phải hỏi vợ xem nó có đồng ý không thì mới về. Không nó về nó lại mắng mình, nó lại đuổi ra khỏi nhà. Chú thật là vui tính. Nhưng mà may quá chú nhỉ. Cũng đây. Chốt được. Ô thế chú cháu mình gặp nhau là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Vào nước ạ. Vâng. Cho mát ạ. Về Hưng Yên thì chỉ có thế này thôi. Ôi rồi chú mang ngay đặc sản quê nhà ra để đãi cho cháu rồi. Đây là nó đang chơi bộ này nhưng nó chỉ vì cái bộ chỉ vì cái này mà nó chết con tép nên là phải thay luôn bộ khác. Cháu tưởng là thay tép thì thay tép thôi, thay tép thì thay luôn cả bộ khác. Thay luôn bộ khác luôn, không phải thay đằng lạm thay. Lần nào có cơ hội để thay đúng không chú? Có lý do nó thay chép. Bộ này mua đôi loa lại mua ngày Hải Dương là hơn 10 triệu rồi. À, chắc chú mua lâu rồi đúng không? Được 2 lần. À thế ạ. Ngôm nước đã. Đây, cháu Yến cứ bảo là về Hưng Yên mong chờ mãi món đặc sản y rằng đây về đây là chú đãi luôn anh em loa có xanh này. Vâng, con biết là ở Hưng Yên có nhãn với cả vải rồi. Hôm nay con được mới đến được đến Hưng Yên để ăn. Đây ngồi đây uống nước đã. Vâng. Đây. Vâng ạ. Dạ vâng. Thanh vào. Cứ ngồi vào đi. Dạ dạ. Ui, dạ vâng. Tư thì sao nghĩ thế mỗi mình chú ở nhà, thế cô đâu? Đi làm tối về cơ. À cô đi làm tối mới về. Chú còn hỏi ý kiến cô rồi chú mới mua. Thế là cả cô chú đều theo dõi kênh hả chú? Ui, cô đi còn không cho mua ấy. Ngồi vào đi. Ngồi vào đi. Dạ dạ dạ. Ui rồi có uống được bao nhiêu mà chú mang ra nhiều thế? Chú sợ anh em lo có xanh đi đường nóng nơi khát nước rồi chú. Cháu mời chú. Ôi nhãn to thế. Đâu thì làm thử quả nhãn này. Nhãn này, chú. Cái này là đặc sản. Đã bảo về chỉ có nhãn làm gì có ngoài. Chú mời chú. Mời chú. Chú ạ. Thế chú Linh theo dõi loa có xanh của chú cháu lâu chưa? Nhưng mà tép nó chết rồi mua tép khác. À, tức là thôi đằng nào mất công thay rồi chú thay luôn bộ. Đấy mới là luôn. Bảo Hà thì bắt đầu mới mua đôi tép này ở trên chợ Cốc Lếu ấy. Lên tận Cốc Lếu Bảo Hà này mua. Lên tận Lào Cai để mua chết. Chợ Cốc Lếu mới đi hội và đi. Nghĩ cũng hay thật. Có nhiều khách hàng ở Lào Cai lại về đặt loa từ loa có xanh trở lên Lào Cai, Hà Nội lên Lào Cai. Chú lại từ Hưng Yên lại đặt từ... Không, đấy là tiện là đi hội trên đấy. Cháu hiểu rồi, nói vui vậy thôi. Nhưng nói chung là... Đi bảy trên đấy, thế là tiện đi vào chợ Cốc Lếu đấy. Vâng. Tất cả là cái duyên thôi chú ạ. Nhiều khi là cũng không biết là hàng ở đâu hơn ở đâu hay là xa gần như nào. Nhưng mà chú cháu mình cứ có duyên. Cảm thấy yêu quý tin tưởng nhau là chú cháu mình gặp nhau thôi. Mới xem cái chương trình... À, cũng mới xem loa có xanh thôi. Vâng. Mình cảm thấy nó hợp lý và trông... Nhiều các loại nó cũng lên nhưng mà nó không kiểu là... Nó không đánh giá lên. Không có trải nghiệm trực tiếp của khách hàng để đấy, chú xem nó chỉ là lên cái chương trình thôi nhưng mà nó không có nghĩa là họ chỉ quảng cáo thôi, họ chỉ quảng cáo báo giá thôi chứ họ không có gọi là báo giá để khách hàng tương tác giao lưu như bên cháu. Báo giá mà nó chỉ là ấy thôi, nó chỉ lên chương trình nhưng không báo giá là bao nhiêu. Vâng. Nhưng cái này nó là cái của nhà mình nào coi là báo giá luôn. Không, sản phẩm cháu thì giá giá luôn. Chúng cháu thì cứ bán hàng phong cách nông dân thôi, có sao nói vậy, hàng hóa để giá cả cho luôn lên màn hình ấy. Nên là khách hàng xem là nhìn được cái biết luôn, không phải hỏi. Ở phần mô tả là có đầy đủ hết. Cái trên màn hình là có giá luôn, thì bấm vào website cũng có giá, bài viết cũng có giá. Nên khách hàng không phải thắc mắc gì cả. Thế chú lấy bộ của chúng cháu về thì chắc là cái bộ này tạm thời chú cho ở đâu chứ? Cái này bộ này là thôi ngắt hết đi. Tại vì cái bộ âm ly chúng cháu là cháu nhìn qua cái khe của chú tủ kia là cho vào trong kia đâu. Này, thằng này, thằng kia trong kia thì nó cũng cứ giả đôi này tạo. Đôi loa là 8 triệu. 8 triệu chú muốn bán à? Chưa muốn bán. À thế ạ. Thôi bán đi, mày cứ để đấy. Bán đi thêm tiền đấy, đã lấy bộ chúng cháu rồi thì bán đi được. À thì bây giờ nếu bán được cái là nó ra nó lấy ngay. À. Chú mua bằng lấy giá mà bán một dùng một thời gian là bán được giá đấy là cháu thấy là bán giá đấy là hời đấy. Lãi được trải nghiệm. Đúng. Cái ở trên kia là chép ạ? Chết rồi. Nếu mà mua chết rồi phải làm bảo chép kia nó chết. Có nghĩa là của chú là trong này có chết rồi nhưng mà nó bị cháy thì chú tạm cái chết rồi chú cắm đấy chú dùng tạm. Lúc này cho cháu hạ loa xong test loa cho chú đi. À, vâng, để cháu hạ loa xong cho chú. Yes. Hạ xong bắt đầu bắt anh ông nước. Vâng. Đúng ạ. Để ngoài này à? Ừ, cứ để ngoài này cho thoáng chú ạ. Xong rồi cho vào trong. Cho chú trải nghiệm ở ngoài cho chú nghe cảm nhận âm thanh nó hay hơn. Trải nghiệm ở đây cho nó rộng rãi. Yến thương được cái này không? Đây đây để anh bê cho. Thôi thôi. Thôi để anh luôn. Thôi đánh luôn. Thế thì phải chăm chỉ tập tạ nó vào thì nó mới hết đau được. Đây mình anh luôn chân kêu bê loa nhiều quá bị đau lưng à? Không phải mà vợ ăn lâu quá được. Vợ ăn nhiều quá, nhiều đạm quá, thừa đạm à? No rồi đói góp được khổ thế. Thôi được, thôi được rồi Minh, anh để trong kia rồi. Chú cho cháu mất ổ cắm chú ơi. Có ổ cắm ngay. Vâng. Tưởng anh gì? Thấy em thuần hóa nó chưa? Ngoan phết nhỉ? Nó con này ngoan mà nó không cắn đâu, nó chỉ sủa thôi. Chú cho con mượn cái ghế này của chú nhá.
À, được rồi, lấy thoải mái chứ. Quá đẹp. Nhà đầy ghế. Anh Luân cơ hội phết nhỉ, kiếm ngay cái đế âm ly. Âm ly quá. Vâng, cho tôi mượn. Dạo này năng mổ bụng mấy con loa mới này bắt đầu quen cách mổ bụng rồi. Có lẽ ngày xưa cũng loa đen mãi quen rồi. Nhưng mà trước chú mua loa là chú hay để nghe nhạc hay là chú cả hát ạ? Cả hát luôn đi. Con nhìn chú con cũng thấy là chú yêu văn nghệ đấy. Nhìn cái dàn đấy của chú biết là chú chuyên hát rồi. Con chào bác. Người ta mang đến người ta biếu mỗi nhà một cái. Đúng rồi. theo thứ tự lần lượt. Ở đây chú có hay rủ ai hát cùng không ạ? Bây giờ bảo gọi điện nó bảo tối lắm mới đến nó hát. Tối ăn uống các thứ xong hát nó mát mẻ. Chú dùng loa cũ quen, chú thấy loa mới này to hơn này. Với lại là nó tích hợp luôn. Cái này chưa để con. Mấy bọn cháu đang thử đó. Chưa vứt đi được. Ý là cái này là cháu bỏ. Biết rồi nhưng mà chưa vứt đi được. Cô kiên tâm đặt hàng chú ấy xong rồi chiều tối cô quay lại. Thế chứng tỏ là cái loa của mình nó tận dụng được từ cái lõi cho đến cái vỏ nhỉ. Đến cái vỏ tưởng là bán đồng nát nhưng cuối cùng là vẫn có người hỏi mua lại. Hôm trước đi giao ra ngoài chỗ Thanh Xuân vừa đến phát cô hỏi ngay. Cho cô xin cái vỏ mà thôi, cô hỏi chú chủ nhà chứ cháu thì cháu bàn giao thôi. Đúng rồi. Đang làm bao ở trong sân nó mát để ngoài lạnh lắm. Không sao chú ạ. Đôi khi nó nóng tí nữa chú cháu mình giao lưu lại vui hơn thì sao? Còn mấy khi mà mồ hôi nhễ nhại này tét loa rồi chú. Đúng là cái này là hoàn cảnh đặc biệt đấy chú ạ. Cái này là gì gỗ nhất chứ? Cái này là gỗ ốc chó đấy ạ. Vâng, gỗ ốc chó nhập khẩu Bắc Mỹ đấy ạ. Cô thấy đẹp không? Thế tí cô sang cô thẩm âm cho cô hát tặng cho cháu bài nhá. Cô hát để cho anh nghe của chúng mình chạy hết. Ôi giời ơi, cháu nhiều người. À cô ơi, con bảo cô mượn loa cô giao ấy. Ai đống nát sắt vụn bán đê. Cô hát ra không em là loa này bán đống nát à? Yến ơi là Yến. Nó cô mượn thôi. Hôm trước để có anh Luân vui tính phết nhưng bây giờ có Yến vui tính hơn. Không em hay 3.3. Nên chương trình xem cái này gái là mình nhìn thấy là cậu mình cậu ấy đi giao hàng là có cái duyên. Vâng đúng rồi. Chú cháu thì được cái là dân dã lắm chú ạ. Có nghĩa là mình cứ xề xòa với khách hàng thì khách hàng cảm thấy thoải mái. Chú cháu đi giao về mọi nơi thì cũng chỉ muốn được khách hàng là dân dã như chú thôi. Thế còn mình mà cứ kiểu câu nệ màu mè thì nó cũng không vui lắm. Mình cứ thoải mái bình thường dân dã như xuống bình ngày thôi vừa ngày thôi mà. Chơi cái này thì chơi nhiều, chơi các loại nhưng mà mình. Đúng rồi. Không thích rồi lại cho nhiều. Vâng. Cũng lại cho đi. Ơ thế trước giờ là chú mua nhiều loa rồi ạ? Nghe vẻ từ chú bắt đầu biết chơi nhưng mà chơi đài không bắt đầu quay sang chú là chơi nhiều rồi đấy, cứ là lộ cào lộ cổ đấy, nó không được hoàn chỉnh theo bụng nhằng phát là đấy nó... tùng phát là nó cháy cháy tép cái là vứt đi đấy thì thằng mà không đồng bộ thì nghe nó sẽ dễ bị cháy chú ạ, bởi vì là nhiều khi mình chỉ cần quá lên một tí là nó giết mic. Đây tí nữa lắp vào xong rồi chú hát thử xem là nó khác biệt so với những cái bộ trước kia chú có dùng không. Cái này thì nghe nhiều rồi. À đấy là nghe qua mạng. Ừ đấy. Bây giờ nghe thực tế mà chú phải hát thực tế nữa cơ. Hát thực tế trải nghiệm trực tiếp. Như chúng cháu nghe danh của nhãn lồng Hưng Yên nhiều năm rồi nhưng mà đến lúc bao giờ phải bóc ra ăn thực tế mới cảm nhận được nó khác ngọt như thế nào. Hàng nào nó cảm thấy nó khác lạ cái mình lại theo dõi một tí xem. Tức là tư duy của chú là tư duy rất là cởi mở, đón nhận cái mới. Tại vì chú bảo chú cũng mới xem loa có xanh thôi nhưng mà thấy hay, hợp lý thì là thôi cứ chốt về thôi. Đúng là trên thị trường có rất là nhiều kênh. Kể cả cái Hoàng Long thế. Vâng. Chẳng hạn như bộ này nếu mà chú hát mà mấy hôm mà thấy cảm thấy không ổn thì chú lại đúng đi mua bộ khác. Long cũng lên. Cái nó lên giá, cái nó không lên giá. Vâng. Hôm chúng cháu có một cái hay là giá công khai. Với thứ hai là xuyên suốt trong cả quá trình thì chúng cháu không bao giờ thay đổi giá cả. Tức là một sản phẩm, trừ khi mình bỏ mẫu mình ra sản phẩm khác thì là giá nó sẽ thay đổi theo mẫu khác thôi. Chứ còn nếu mẫu này thì giá nó cứ mãi như thế này thôi, không bao giờ thay đổi, không tăng không giảm. Là giá đã niêm yết rồi, thì khách hàng cứ thế mà biết là mua thôi. Như kiểu bịp đi đúng không? Nó không công khai như kiểu người bịp. Chứ không bao giờ treo đầu dây bán thịt chó. Thế chú nhìn cái cảm quan ngoại hình của nó thì so với chú xem trên mạng thì cảm thấy nó... Thì đâu cũng như thế này. Cũng thế đúng không? Kể cả bây giờ mà bật lên đâu cũng thế. Về màu sắc và kích thước thì chú thấy có tương quan với nhau không? Định mà bảo lấy cái bộ là ba mấy triệu đấy. À 9930 Pro. Nhưng mà cho thấy nhà chú lúc bộ này hợp lý hơn. Cái bộ này nhà bé tí này. Đúng rồi, nhà bé thì vì cái bộ này nó thấp hơn một tí, nhìn nó gọn hơn. Với cái âm ly nó gọn hơn này. Âm ly kia to. Nhà mình đã bé mình có chơi cái loại đấy thì là giữa thì thông thôi. Nhưng mà trộm vía đợt này bán bộ này nhiều lắm chú ạ. Vừa hôm qua là cũng giao hai bộ đấy. Giao một bộ về theo dõi liên tục thế. Vâng, đi suốt mà. Thấy đi các nơi kia nhỉ. Lục Ngạn Hà Bắc cả nhiều. Đúng rồi, Lục Ngạn. Tại vì ngày xưa là mình làm trên đấy. Bắc Giang với Hải Dương mua nhiều.
Nhưng mà mấy hôm nay bộ này cũng cháy thật chú ạ. Thì hôm nay về chú còn cháy hơn, nóng hơn. Chú thử sờ cảm nhận xem nào. Chú cảm nhận xem. Hôm nay là được sờ tận tay rồi. Đấy như cái này như chị Lan, ca sĩ Lan hay bảo đấy. Mắt nhìn tai nghe nhưng mà tay phải sờ. Phải sờ mới chính xác được. Sờ tận nơi đây nhỉ. Vâng. Trải nghiệm luôn đấy còn gì. Vâng, đúng. Trải nghiệm không có gì bằng cái trải nghiệm thực tế cả. Nghe tận tai, nhìn tận mắt. Anh Luân kết nối Bluetooth thì phát nhạc đi cho âm thanh cho chú, để cho bóc siêu cho chú luôn. Đấy. Nhưng mà nhãn đây ngon thật chú ạ. Ngon. Nó kiểu ngọt nhưng không ngọt gắt quá ấy. Nói đến nhãn của nhãn lồng của Hưng Yên thì nó có khác gì nói đến Isophone của La Có Xanh đâu. Đúng rồi. Nhãn ở đây thật. Ở đây thật nhưng mà nhiều loại lắm. Nhiều loại ăn nó như kiểu là củ chuối. Đúng rồi, loa cũng thế chú ạ. Nó cũng nhiều loại lắm. Cũng là loa, cũng là karaoke thôi nhưng mà nhiều loại gì. Mà phải người đây mới biết nhãn nào là nhãn. Anh nghĩ là không hẳn là phải người ở đây đâu mà quan trọng là người biết thưởng thức. Nếu bằng nhãn thật đây nó phải hơn 100.000 một cân cơ. À. Nói ngay là cũng là cái loa đồng trục sử dụng gỗ chó này bây giờ trên thị trường bây giờ rất nhiều nơi bán. Chúng chó tiên phong bán đầu tiên. Chúng chó bán xong một cái bắt đầu hàng loạt các đơn vị khác nó cũng làm những mẫu loa kiểu như này. Nhưng mà tất nhiên là mỗi đơn vị sẽ có cái chất riêng của người ta. Đương nhiên là mình đi đầu tiên phong thì mình sẽ có cái chất riêng của mình. Và lựa chọn đơn vị nào thì đấy là quyền của khách hàng. Chứ chúng cháu cũng không thể nào chê đơn vị khác nó hàng nó không tốt, đơn vị cháu hàng tốt được. Cái này mình không thể nhận định về cái chất lượng sản phẩm của mình mà để khách hàng đánh giá. Thì cháu rất muốn là bây giờ là chú trải nghiệm, sau đó chú cho chúng cháu cái cảm nhận. Hoàn toàn là khách quan chú ạ. Bọn cháu chỉ tiên phong thôi, chứ còn chất lượng thì chính chức cảm nhận. Âm lượng ở đây cháu mở này cũng chỉ tầm 50% thôi. Cho nên cháu muốn test ở ngoài trời là vì thế. Cháu muốn chú là chú cảm nhận được cái chất âm của nó khi mà bật vừa và bật to. Chứ còn nếu như vào trong nhà với đôi loa này mà không gian nhà chú, cháu nghĩ là chỉ tầm 30% là chú nghe là chú đã cảm thấy nó rất là đủ rồi. Rồi. Nhèo nhéo mà. Chú hát bây gì cho chọn cho chú ạ? Vào hạ đi, tại vì đang mùa hạ mà. Đang vã mồ hôi này thôi vào hạ cũng được. Đúng không? Nhưng mà cháu nghĩ là vã mồ hôi này mà làm tí trời đông có khi cũng hợp lý. Vào hạ đi. Vào hạ karaoke. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che tay, đôi môi hồng tiếng cười tươi tan. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên người. Từ ngày chú giao giờ chưa bao giờ thấy chú hát đây. Chú đánh đoạn chí mạng vào cháu luôn đấy. Thực ra là cháu rất muốn hát đấy, nhưng mà chắc chắn là cháu hát, cháu nghĩ là cháu rằng chú không mua loa nữa đâu. Nên là thôi để vì mục đích cao cả là bán được loa này đó thôi, cháu xin phép. Đi em Yến, em hai chú cháu xong ca là bài đi. Đâu, sẽ hát với chú một bài nhá. Xong rồi chú một bài nhá. Bài gì cũng được. Bài gì cũng được ạ. Cứ để em dẫn hết, cháu là cháu thôi. Anh Khôn là luôn. Chú nào không thuộc thì đọc. Tự dưng đứng ngoài kia không được anh Luân quạt ra đây, đứng ngoài được anh Luân quạt chú ạ. Em mới chịu khó hát nào. Thế con mới phải tranh anh Minh. Đúng kiểu vua ngày xưa đấy. Hai bên có hai, ông cứ này như này. Vua chúa chỉ được như này thôi. Vua chúa chỉ được như này thôi. Cái mic thì nó nhạy, nó bắt rất là tốt. Nên là khi hát là chú để xa miệng một chút thì tiếng nó sẽ vừa vừa. Tại vì giọng của chú rất khỏe mà giọng của Yến thì yếu hơn. Thế thì là chú cứ để xa miệng một chút thì nghe nó sẽ hài hòa. Vui đất
bóng anh và bóng em, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng đôi chân. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Chiều tím không mây đường cũ bước lần theo, buồn nghe say xuân tím. Nhìn sẽ kết hoa màu trắng như rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiên đường. Ông ban cho thành đồng ngày nay dầu gần sắc tiếng, lúc danh ba miền cửa nhà ra sự bình an. Để anh Luân hát để em quạt cho. À đấy rồi anh Luân quạt vất vả quá. Luân Luân hợp bài thái giám hết nhá. Luân hợp bài thái giám. Thế này được chưa? Ôi thôi chú không phải quạt đâu. Thôi chú ạ. Chú lại đứng nghỉ cho mát. Chú lại đứng nghỉ cho mát. Con quạt cho. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình đầu. Đợi chờ một đêm chẳng nào đến, đợi chiều vào hôm nay ngàn tóc. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao, phương biển xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ, hoàng hậu về tóc sang quyền quý, đẹp nụ cười quan vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài ngày đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên lên. Em ơi lâu đài tình ngày đó, sáng trong anh tình cầu xa. Cho nên cho dù năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Không hát thì hò có được chú ạ. Nhưng anh đi mua. Chú biết cả anh mình à? Đi mua gì đây? Chú không xem là kéo xanh à? Chú xem cả la có xanh à chú? Chú xem cả la có xanh à? Nhìn cái. Anh mình là người nổi tiếng rồi đấy. Đâu mới đi. Thế chú biết bộ loa này tên là bộ loa gì không? Chú biết. Biết thằng Minh chứ không biết loa này là loa gì. Biết Minh thôi nhưng không biết loa gì. Chắc là Minh nổi tiếng hơn loa. Xem nhiều lắm này nhưng mà chưa mua được. Dạ. Mua đi. Đây chú hát đi chú trải nghiệm hát thử trải nghiệm đi. Có hát được đâu. Chú alo thử cái hát. Đấy. chú hát thì không chú đọc bài được làm cháu bài thơ. Thôi chú ạ, cháu xin phép chú. Ôi giời. Cháu cảm ơn chú chưa? Hôm nay không cầm cái đường luôn. Cảm ơn chú. Chú đáo quá. Chú đáo quá. Cảm ơn chú. Vâng, cháu hát thôi được rồi. Thôi, mọi người chạy rồi. Được rồi. Chú đáo. Chú cảm ơn chú. Con
con chào chú. Một chai nữa. Con cảm ơn chú nhiều. Ở đây cầm nhát đây. Ui giời ơi, cầm đi. À, ăn đường. Cài hoa màu tím xin mây mù che trắng đời niềm. Em xuân nữ cánh tay dịu mềm mang xin chín trái ngon vừa tìm, mời anh ăn thật tấm lòng em. Lửa sáng rừng vui đêm cách đi ca phô chiếc trống vang rầm rồn điệu sư khu cuồng quay trong liền bí. Nhạc múa vời cao muôn sắc tên xôn xao câu véo con ngọt ngào nhìn em xinh mà anh thương làm sao. Ơ đi người sơn nữ mắt sao say cùng anh men rượu hàng tuần. Sương khuya xuống gió thu dì dào mãi ngơ ngác lá khô rạt sao. Đẹp tình anh tình em vừa ơi.